Đấy thì nó Đây mình đang ấy gì đây? mình đang đi đổi dế em ạ. À, mình đổi dế lần này, dế thần dế tổ toàn dế trước. Đi kiếm hàng đi. Rồi ôi, tao trông cho, Tao trông cho, mày lại quẳng. mày cứ xách nước lên xong là tao đi trông. Trông nó vất vả lắm. Trông này vất vả phết ạ, đau mắt mãi ở thế còn. Đúng lắm, đông dưới to rồi mãi cả thế lên. Thế này nó khỏe. Ra đây, ra đây, ra phát 3 hàng này. Đủ nước luôn này. Ra được, 4 hàng này. Ở đây mà, 4 hàng mà. Đấy rồi, dễ, dễ, dễ. Dễ ra, dễ ra. Khang Khang vứt cái ruộng dâm đây. Nhanh cả lốt chạy mất vào. Đấy, ui dồi ôi. Nhanh lên à. Bằng cái dâm đây là nó chui vào. Dễ tốt quá. Ý, ý. Đây đấy, anh em. Toàn con dế nó phải thế này. Như vừa đã động viên hình. Vận động viên Nguyễn Phúc Khang chuyên đào hàng dế bằng con tay. Nì lắm, giống này nó nì. Nó không như bọn dê lòn. Dê lòn tí ra. Có con mà nó chịu chết trong hàng đó. Chết không già đúng không? Ông già nó bữa già nát bét đấy. Chết không già. Chết chả thêm già. Nó thò đầu ra cái thụt vào cái nằm ý mà giống lại, chả già nữa. Ừ. Con này nó kinh nghiệm rồi. Sao này nó mất hàng. Đang xấu xấu và đưa tốn nước. Cũng tận dưới ngòi múc kinh kinh à. Chắc không có đâu. À, ông sản đang làm gì ấy nhỉ? Im hang à? Ok, một hàng là trần như này. Thứ tư là mất ngón chân rồi rụi ra. Đây, một hàng nữa. Thấy không? Đấy bốn hàng mà, một hàng ở đấy mà. Đau như là như là chuột này là mất hàng. Đấy, ra đây, ra đây, ra rồi. Tóc tóc cái đấy. Bé quá giờ. Có một hàng ở đấy nữa, hiểu không? Bé quá giờ, cái nơi là còn bé, hiểu không? Có một hàng không? Bốn hàng liền. Bốn hàng đau ngay, nấp hết hàng. Ông đau xấu quá. Ông đau có tí tí, mái cả thế này. Sự mất sức quyền rồi này. Đó. Ừ. Tất nhiên là đến đây. Vậy thôi đấy ra. Đấy, hai hàng nha. Một hàng ăn lên đúng không? Ừ, còn mỗi một hàng rồi. Đấy thì đào nó kết kết nó sâu sâu ra thì bên mà. Để nắp. Rồi. Hàng cái là hàng có gì ô muốn nước như gì hôm nay chắc hết chỗ đấy nước mất kìa uống sữa luôn không tút ở đâu có chứ. Ai đào cái hàng thì kẻ dám một quốc cả. À, tôi đâu bỏ thiếu gì thế. Ui. Kéo dám một quốc đằng sau rồi. Dám. Này, ở đây tìm hàng. Đấy, bảo giá ngay. Ủa vết à? Nhiều nhiều nước. Cái gì đây vẫn là dế non đấy nhỉ? Vẫn một loạt mới được có mấy chục con chẳng có
Rồi, mở ra cho anh em xem. Đấy mà dế nó toàn lên đây mà. Ủa cái nó nhảy ra kìa. Đấy, bắt từ là dế to này. Để ra cái kia ấy bỏ sầu. Để kia đứa chết. Tin lắm không có ai tưới. Kìa. Okay. Nước sôi. Thế nào mà mày đi tìm toàn cái hàng nào đủ chỉ thấy nước là nước. Mẹ người múc hay tìm hàng khó. Anh mới múc được số mà hay cái tiêu ốm. Bây giờ anh em mình đi về múc rồi trên mấy chục số rồi à. Chưa kêu câu nào. Mới kêu câu mệt thôi. Cái này chắc không có. Ở gốc cây này nó cứ hốc nó đào ngược lên thì khó lắm. Đấy, còn thư nước ạ. Nên dễ to nó nhìn vậy. Đổi thêm nữa. Hai hàng này lại con nào ra. Chắc là bướng lắm, bọn này nó khỏe, khỏe hình như thế. Phải, ta tìm chứ hàng chết. Có hàng nào có dễ sống. Đây, có động. Đây kia cũng động. Đấy, đấy. Chui ra đó. Đây. Đó không phải à? Con này to đấy. À, này mì quá. Cũng động động. Đây, canh cho anh em xem dế chui ra. Dế này nó cắn nhưng không dế nhỏ trước. Đấy nó cắn mấy phát. Đi về cho cắn nhau. Dế không chọi được. Dế này dế to là không chọi được. Thế là muốn nhớ em thật nhiều. Quyện của mình hết rồi. Hết rồi nó lên gì. Hết sạch nước rồi. Hết đi rồi. Kìa. Đấy. Chỉ to vậy. Cái nick khóa vớt không chả làm gì. Cũng đợn nhảy. Cái hàng này có. Giờ em mình nhảy được dưới đất đi. Ra rồi đây hả? Ra rồi đấy. Đó, cho anh em xem. Nó bắt đi là nó lại thụt rau lại mất công. Thì cho nó ra hẳn cho dưới. Đấy. Ủa, lại thụt. Hiếp cho ít nước. Cả nó thử. Cánh nữa mà. Mua đây cánh. Nó dám cửa hàng nó thử. Đây. Lúc vào nó chết thì vừa nãy đi nằm nào. Đây. Từng đời cua cho dễ gì vậy. Nì lắm, nó quả nó nì lắm. Thôi đâu rồi, hàng nó rồi chú nào. Đấy, đi thẳng tay mày ra. Dạ. Thì nó từ từ em ơi, đợi tí. Ôi trời, phát ra ngay nữa. Hứng con này dài quá. Đấy rồi. Cái máy làm thế này. Chết rồi. Đấy, ui, to quá. To chưa? Ai ôi. Lại thụt. Con này nó cắn thì bị đau. Đây không? Ta to xiến cho nó khóc. Ôi, đây. Ui, giá đâu? Ui, dồi. Lại nhanh thế. Đúng kiểu vô dế. Ây da. Ây da. Để cái dầm đâu? Đây, dầm nào. Cái gì khác à?
Ờ, thông à. Đấy, hết tí nước này bắt con dế, anh nửa xô cho được con dế. Đúng ngày ỏi nhất bị bắt dế vào rồi chả? Nó bắt cho mấy vất vả, không có cái hướng toàn 39, 40 độ bị bắt dế. Có đấy dạ chưa em? Ngay lên không có tỉ lệ cao. Chú bé bé cái gửi đi nha. Đấy cái đề em hát đào hàng nè. Ông mới thẳng người đào quá, đào xấu xấu không chứ mà. Đôi tốn nước. Cách nước thì đã xả rồi. Nó hút cứ tụt 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 thế này thì là nước rồi đủ. Đấy giá đấy ủ bự chất trường chất trường tỏi dế nó phải như vận động viên thể hình thế này. Con này đang một cái nhá, hàng này của ông tìm bên này mỗi mấy năm thì tìm những hàng dế đây rồi đấy. Nhìn cửa hàng con dế tầm nào hiểu đại đàn ok ha. Thế nhưng con dế nó bắt con nào nó xù mồ thế. Con này kiểu gì bác xã ấy dạng nhỏ mà xem. Cháu này không có gì. Không có, con tệ hơn là nhỏ chứ. Có thì con tưởng. Khi nó ăn sang ách đấy là sao vậy? Đấy. Ôi xiên. Con hớn gật cụt kìa ấy, cụt đàn. Bọn này nó uống no đâu nó mới ra. Thông báo với các vị đã hết thùng nước rồi. Ta xin phép nhà gái đi về. Cũng chưa bắt mấy anh ở đây gì kìa. Đủ ăn rồi. Mấy đến ăn là chả đủ. Ba con mà đủ nữa. Cáu đào mẹ rồi. Có, tôi vừa đi một vòng rồi. Con phun nước ra. Mọi người thế. Thôi thì chuyển cái khác không đợi con nào. Mình không kiên trì được mấy cái bộ này. Tháng nó còn như tắm bùn này. Lắng xuống nghe xem tim nó có đập không. Lắng xuống. Có vấn đề. Thế nên là chả thích cái hình thức gì để có. Nhưng mà có khá biết ngay. Những cái con vừa nãy rõ là nấu chứ. Định bỏ rồi đi sang hàng khác rồi nó mới lên. Đẩy đẩy lên đó. Con gì ạ? Được rồi. Vẫn còn nước ra, còn nước ra. Thế rồi. Còn cứ một cây số 2 xuống ra thôi. Còn đủ nước rồi ra. Cánh được con này nó ra. Này nó đang đầy bùn lên luôn. Đúng mệt rồi ạ. Mạnh thế nào?
Không lại không mềm như gì. Hết giờ quay. Có gì đây em? Chả biết, giờ đang đi múc nước ở dưới kia thì nó thấy nó chạy vô. Đây không phải, đâu phải phim bịp. Rồi cháy cả máu trần. Là ngựa này chắc lắm. À, chưa là chim non. Chim non phim bịp non chứ. Không phải phim bịp. Con non nếu to là to lắm. Giống bịp bịp lắm. Đâu giống đại bàng rồi à? Phải phim bịp à? Phim bịp nó mò vàng. Đây là con gì? Này, đuổi được chim là cũng giỏi đấy. Đây gần giống được quạt. Hả? Sẽ quạt đấy. Con này con non tí mà. Con này con non, nếu mà con không non thì to lắm. Ừ. Anh ấy chưa xuống đây anh bắt mấy lần con bi bịp to lắm, không bi bịp là nó mỏ nó dài, nó dài nên là người nó dài như con gà mà. Phát lần ngày. Nếu không phải bi bịp. Như đại bàng rồi, to rồi. Thử lấy con nhỏ nhất cho nó rỉa cái, nó có rỉa. Chắc nó chim nón thì anh ấy vô được, nếu chim kia anh vô nào thế này. Nó mắc vào cái dòng à, dòng bơi chế đấy. Dòng bơi chế xong bắt đầu nó lên lại chạy tiếp xong mới. Đấy đấy chứ nó thả một cái lưới nên là. Chắc mắc lưới chứ. Không dính mắc cái gì mà. Ủa quá đang đi xong thế nó mắc ở trong cái bơi chế. Xong nó rút được giá cái xong nó đuổi. Đuổi ra thì kịp nó. Để phát vào cái bơi chế này. Sức phải tuần. Thằng nào cũng rất nâu thế. Đáng mệt gặp chim này. Về làm cái lồng nuôi con này nhìn cũng nuôi con này giống đại bảng á. Con này nhìn lạ chứ đúng không? Lạ. Nuôi. Biết làm gì mà nuôi? Hả? Biết làm gì mà nuôi? Chắc là ăn tép ăn con trùng thôi, chim như vậy thôi. Đây nắm lên bịp ạ. Nào có vẻ bác sản thích bìm bịp nhỉ? Bìm bịp ngâm rượu mà. Em muốn bìm bịp mê rượu à. Cầm rượu mới chui chui ấy rồi. Ui ôi tỉnh ngon. Bìm bịp cho tỉnh. Tỉnh á? Bìm bịp kêu chiều này. Chiều là kêu. Ui ôi tỉnh á. Đấy, có hàng này đẹp quá thì chờ đã. Mất hàng. Rồi. Thấy bở cái củ đó rồi, thấy bở đào mãi. Thế hàng à? Là gần sượng đất không phải. Đấy, đất cả mẹ rồi. Lập mẹ cả hàng. Chói nó cái gì mà chói nó? Đàn cánh thủy á. Đàn treo cánh á, nó không bay được. Nó không đàn đâu. Đàn cánh tiền mà chạy mất được. Nó chạy nhanh lắm là lúc đây chỉ chạy rồi đó. Cái buộc chân chắc nhất. Non, chưa bay được. Buộc chân ấy. Chạy nhanh như cuốc. Gì? Cho tôi lên hầm cho hỗn loạn. Nào. Chạy nè, nó chào cánh chạy. Phí như gà. Để xem nào. Con này được lôi cháo cho vừa. Con này thịt ra to bằng con gà ác ấy. Bằng gà ác ạ. Cho vừa nó ăn. Nó đi hàng nó có đó đi, chuyển lên hàng chuyển chế biến. Còn gì đấy chứ. Nó lại tỉnh ngắt đi vì mai con đổ đây. Anh hưởng đây canh ở đây nhá. Rồi tí
nó chặt nền đó. Hết. Này về nấu bát cháo hơi bổ đã. Đầu ấy vào này, nước còn rong rong. Ừ, làm nấu cháo cũng được, con này cũng to. Có nấu được bát cháo, con này nấu được bát cháo. Đầu này là đầu đặt bạc. Biết thế nào được. Hoặc diều hấu nó mới tổ bế nón này mà nó tổ thế này cơ mà. Thế nhiều nó nuốt một con dế hay sao? Thế nên tôi bắt cho nó một con à? Con dế nhỏ nhỏ á. To nè. Ăn nó có lồng mì này. Nó, cái lồng ở đấy nó cứng lắm. Giống diều hấu ấy. Chim chim như này là quá to à? Nón mà thế này lớn thì phải biết thế nào rồi. Được à? Nướng nó phải tầm 7 nạ. Càng nhìn giống loại đấy nó. Còn nếu mà nướng phải 7 nạ. Đó. Còn gì mà ông chả không đưa vào đây rồi. Nó có vẩy với dứt đàng hoàng à. Bế tí mà móng vuốt thế này của này. Đùa. Về tôi xin cái lồng về lùi. Tôi xem nó thì mẹ nó tối mức nào. Thì cháu mê làm gì hảo? Cái châu chấu với các kiểu. Ai chết tối lại bất khẩu. Chết thì... Chị nên ăn mì. Nếu mà chị có nấu mì nó ăn. Đánh sát xình quá. Chị ăn mì nó mới béo. Vâng. Con này nuôi cũng đẹp đấy, nhìn có dáng rồi. Dáng phết à. Mẹ mày sau công ty bán 8 triệu ạ. Thả vào cái nồng ạ. Đó là dòng chim chơi như vậy. Em tuyển rồi. Mua hồng bắt cho nó còn phố này. Còn hai con xấu thì ăn nó tối à. Mấy có ăn nghe có hai con xấu nó sống được rồi. Mua thì tổ mít, tổ trấu. Giá đào thì nó còn dễ. Nấu mì nó ăn dễ nuốt. Đầu lồng người trên đầu thì khó. Cái này thằng đại bàng mà còn diều hấu. Ơ này mái chắc cái diều hấu lại bở lại. Đây là đài truyền thanh. Nội giao cho anh hưởng đến trông này không chịu hả? Trông nhìn đấy à? Trông khi nãy giờ chả thấy được con nào nó nổi lên. Kìa dễ. Dễ ủ con này to quá. Đợt bắt em rồi. Hai ủ. Kìa kìa. Đã bắt kìa. Máy nhả kìa. Cầm một tay bắt nữa. Bắt kìa tên lời đùa. Ôi, rút miếng ngách. Ai ôi, con nó đạp nó quá. Con này chưa cánh. Nó đã, ai ôi. Cho con chim kia xem nó bản nào. Có mà hình như nó vừa nãy nó nuốt một con hơi tạo. Hơi tạo hơi. Ăn đi. Giờ này chim nó không ăn đâu. Nào, ăn đang đi. Đói, ồ con này đói rồi. Con này đói rồi, cắp ngay. Ăn à? Diều nó không có tí nào, ừ. Thế quê về bắt châu chấu người ấy cho nó ăn là nuôi được rồi ạ. Nếu có con nào chết là được của nó. Thôi. Nuôi thì có mà ăn lên thì cho chim. Thế là cái áo dược hành cắp ná kìa. Về em như thế này. Đây, đi mua cái hương nước. Mua đi khác rồi, xuống lấy mua hương nước. Đánh. Em đảo cái thằng này. Đây hương. Đây cho nước ra. Lên đây này sao rồi? Không đậu. Đập chết rồi. Múc cái nào để đập chết rồi còn chim đi. Đây đây, không được đâu. Múc đi. Đưa con chim ra. Tao đang bệt đây. Mẹ là dùng múc đến rồi, tao đang múc cả cái múc rồi. Từ nãy đến giờ gớm múc được hai số mà gớm thế. Thằng này cái gì có. Chấm ăn chấm. Ôi, nóng quá nhỉ. Nóng quá.
bỏ cái múc nước đi mày. Kia cái múc nước đi đào đào gì làm gì đấy, đào xấu thế chả biết. Đào giá dễ rồi. À chết ốm nè. Chả lắm. Đi múc nước đi. Đi quần chim đấy nhỉ? Tao cũng gặp chết của mây đúng không? Phải nó tấm bảo số mây dưới cho mây dưới thì nó bắt một cái gì đất, bắt là trường tối rồi mà. Có mà, cái đấy là con dưới à? Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Đây được nhiều, đây cũng được một đĩa đấy, thế này lại toàn đĩa to lắm rồi. Được rồi, nó cắn đấy anh ạ, đĩa to rồi, đĩa này to. Đây, đĩa này có phải đâu có đâu mà, đĩa này ghế trâu, to. To cánh nhỉ, cả dế non, cả dế đã đủ cánh. Dế này có chọn nhau không anh? Không, dông dế này không lấy nhau. Đấy, 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 con kia nó chạy đi cắn rồi, đấy. Không. Thấy chưa? Đấy, nó phách, chân phách. Đấy, nhảy ghê chưa? Thế thì anh mình coi, bây giờ quay vào chế biến để làm cho anh em xem đi anh nhỉ? Ừ, mình ăn luôn tại đấy. Vâng, vâng. Làm, bắt đầu đi ăn đấy luôn. Mang về nhà nó kịch chán. Đấy, anh em cùng chờ nhé. Nhiều. Hát tối thì cho nó được. Đấy, dế anh mình đã qua sơ chế, bỏ hết ruột rồi ấy, hả anh Sản ơi? Cái này bỏ hết ruột, làm sạch hết đây đúng không? Đang đang chế biến sạch hết rồi. Đấy, Hưởng đã được đun cái bếp gạch hồi xưa rồi bây giờ chưa? Cơm nhà phải nấu nữa còn ngon. Đấy, bác Sản với bác tái hiện lại cái kiềng hồi xưa. Ông công táo đấy. Cái này đủ đi. Đừng kiếm nó cái quay đun. Đun dớm rồi, quay đun. Tuổi gì? Khói ấm ạ. Đúng rồi. Đấy, tiếp đâu ra quế là biết. Đây, 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 đây. Được ra. Anh. Anh tính là anh. Để thủ ra này, trả cháy đi nha. Em đi kiếm cây đun mà lâu thế. Khói ốm mà. Khói này kém mất quá. Người ngồi hướng này gió khói thổi. Cái này phải có quế đun, quế rong. Đây, quế được. Rồi, nó còn đẹp. Cái đồ mới này chưa? Cho thì dầu vào. Anh chưa đun cám lợn nhiều quen kiểu này. Chảy cả nước mắt rồi. Khói nhiều lúc khói chảy cả nước mắt rồi. Chính anh có cái bếp chấu, gọi là cái bếp chấu chưa rồi. Thế mày nhận đi vác dơm tiết hết dơm mày đi vác nha mày. Hai thanh niên này chiến ganh nhau.
quá, bắt cái giống khác đi. Không, hôm nay nổi. Mình cho ta nấu cám cho nó quen, nó nhiều hơn mình. Cho ít hơn thì nữa anh. Nó nhiều quá nó bí. Thôi đánh chế này, miệng này nó nghe ta. Cái này nó không được như dơm trước. Khói về tiền cơm với cá đúng không bạn? Khói về này nên náo lên trường. Khói thổi như kia nhỉ? Bác dậy dậy sạch kiểu. Hôm kia mình ngồi trong mấy bên đây là cả khói. Đây, ngoáy rồi. Đấy thì giống quá, anh chuyên nấu cám ngày xôn đấy. Khói về đang đun đun kiểu này lại nhớ nhớ rồi. Quá. Bảo mập, đi bác giống khác đi. Ờ. Cái kia. Cái lớp của khô trên kia kia kia. Anh ra kia mà lấy những cái nữa. Thì trước còn đun cơm mà chạm ở con khói nôi từ tí ở trong nhà. Đấy, nó không thoát được, không khói. Cái da mới chứ thằng ạ. Kệ nó, cho nó bấm điện thoại lên thôi. Tạt chưa? Chẳng đi đua vào, thử trước đi. Mút thử em ạ. Thôi, muốn đặt đầu bếp. Đầu bếp dễ to, nhìn sợ à. Không ạ. Ôi, bắt thấy cái vừa đấy nhận hết đấy nào. Ông cứ tham nhỉ, là vui. Nhưng anh này, anh ấy nhỉ, cơm mẩy kia nó lau ăn nó no nghe. Thế là bụng rồi, không ăn nổi cơm nữa chứ nhỉ. Tham. Các cụ đã bảo rồi, đừng có tham. Mình cứ bắt được cái máy. Đây cả là cái bị dễ to này, ai à ham. Tham lần này còn để lần sau để nó sống, nó để dạ. Anh à? Để năm sáu con được ăn. Ông bắt tuyệt chủng mai ái nó về luôn. Ông khiếp anh hết ra được cái giống nó là dòng bọ này, nó như dòng bọ con trùng này. Như cái đợt trước quay cái video về à. Mấy bố bắt cho ông sáu không kêu rồi nữa. Trời ơi, bắt được nhiều. Chặt đi. Trước mà đúng rồi, hồi xưa mà thổi cơm mà gặp cái giống ẩm thổi kinh lắm. Cho chim dầu nữa vào đây khác hết đây rồi, cho chim nó dưới chua đấy đùa mày đùa, lấy được ký dầu đùa không phải năm dầu thì nó lấy à. Thôi mà lại hất cái này mất ăn nữa mày này gớm đầu bếp thượng thừa rồi đấy, nước dưới chua này sao mà chuẩn đây đang dế rồi nước dưới chua. Tắt bếp kìa. Nó tưới nó khói chú. Hết. Vâng. Ăn nơi độc ông ơi. Độc lắm. Bây giờ còn làm về rồi còn sao còn độc. Phải gì cho vào không chứ. Ông ạ. Ừ. Ăn cái nơi độc. Ông đường đừng có ăn. Thật. Ra. Để kia còn mang về để còn ăn mình không? Không xin. Ít thôi, phải đứng cho nước nữa thôi, thế thôi. Thôi. Ngon. Ăn vẫn. Dưa nó mới ngon. Thôi thế thôi. Chứ ông ăn dưa, dưa ngon nhất. Khai ha. Chết quê nhớ quê chua này làm gì bằng. Sợ ăn dưới này nó độc. Chú thả để anh thổi bếp đâu. Yeah.
Chứ anh thử cơm mình hành nước trộn khoai lắm chứ hả? Vâng. Ôi chú. Chứ là cưới là cứ vất vào củ khoai đấy, trong. Đấy, đấy. Là nướng trộn. Em đi thấy nướng trộn cái ngô tá ngày xưa. Anh nướng, toàn nướng vùi khoai bên dưới. Khoai tây, khoai lang đúng không? Đấy. Nếu mà bà già bắt được bà già đánh vậy. Chúng ta phải nướng trộn. Khoai lang lên. Ngày trưa là mỗi lần thổi cơm nó cứ phải đi rút dơm giờ. Rút dơm là để vào cái chuồng trấu. Đây đun cái cỏ này nó hơi khói. Con này còn dễ. Bếp dạng là chả khói. Thế mà cứ khói bếp đây đúng không? Ấm cúng ở cái khói bếp này. Nhà không có khói bếp thì lạnh lẽo. Cứ đỏ nửa nên là ấm cúng mà. Cứ đó phải có đun cái gì đúng không? Ấm no nên mới cái khói đời cho đời nó ỏi khói. Không em thấy cái cảnh ngày xưa cái lúc buổi chiều rất là ấy. Đấy cứ nhà nào bếp khói mà. Cứ toàn gọi về nấu cơm. Cứ đi học về là nhìn thấy nhà nào cũng nổi khói khói bếp này. Thằng đi thổi cơm, thằng đi rửa bát. Ơi, khói này nó sẽ lên và mọi người nhà ai mà nấu cơm là biết ngay. Đấy, đi vơ được cái dơm gái đốt nó khác hẳn anh ạ. Thôi đâu, rút được đống nhà anh. Nhà anh làm gì có được dơm mà điêu. Nhà anh vẫn phải đi một cứ lại kỷ niệm ngày xưa anh vẫn phải giữ ít dơm. Đi về rút ở đâu đây? Rút nhà xóm nữa. Đấy. Rút nhà bà Bông. Hàng xóm nhà ông Sản. Từ cái bác Sản là rất hay qua lại với hàng xóm. Cái đứa đấy này đến nhà chửi lắm. Hay. Mà nó chớ nó ngồi dài lắm, lúc nó đuổi về nhà về đâu. Nó xả lại quý khách đúng không? Lúc nào mấy bóng vào mấy về đây thì cho anh đi ngủ đó. Cứ ngồi nói chuyện. Thế hôm nay bà mới cho dơm này. Đấy chắc thế chắc. Đấy tối sáng chuyện cho sới đấy. Nhìn được tí dơm rồi, chuyện sới. Bác đun cái này nhìn cái có một nó vẫn có một cái cảm giác nó khó tả đúng không? Ngày trước kia anh đun này ra năm lúc muốn chạy ngoài là phải chen cái đun rồi đó để cho nó đỡ bếp. Đây người bị cháy nhà cháy đấy, đúng rồi, cháy bếp đấy. Cái này nó cứ bén mà nó nám dần rồi thì hiếm người đun giường rồi, hầu như không ai đun giường nữa. Giờ củi là chả đun người này. Đúng ra giờ mình làm clip này chỉ có mỗi anh em mình giờ đun dơm. Dơm mới đun củi. Đó. Con chỉ thích đun củi. Mỗi lần đun này là nhớ lại củi thời rất nhiều anh em ạ. Nó có một cái cảm giác rất lạ đúng không? Thiếu một cái hương vị là nướng trộm khoai. Giả mỗi lần thổi cơm một cái nướng trộm khoai thiếu một hương vị đấy. Thơm quá. Để cho hai anh em ăn dưa ăn dế nha. Dế độc mà lại bảo ông ăn dưa mà này. Cái gì độc thì con ăn cho. Thế rồi thời sẽ đến thời các con mình nó chả phải sụt cơm chiều lầy nữa. Tuổi thơ của nó ngày nó sáng ngời hơn. Đi vui rồi bạn ạ. Sớm lắm không? Cả thêm đấy thôi. Chúng ta bước luôn đi hết dơm này với nhà bà Bông rút.
trước đun nhớ thì nhanh cháy phê đun này đó, cũng phải chọn phê đun được tươi tươi về sau mới biết sao đóng chín rồi, chín rồi, chín rồi cái rau còn đó. Ôi, đây nó rộng. Ừ, bác sản đang nhớ lại tuổi thơ bác thì... sản bác cứ đúng muốn đun mãi ăn cái này. Ăn cái nơi nó độc ngồi đấy mà đủ. Nhớ lại tuổi thơ quá mà lại hai anh này bỏ sớm quá. Đang định chạm nữa. Chạm như chạm cơm này. Đấy, đang định chạm nó xơi cơm. Đây, ra cái đun rồi. Đây. Giống giống cái hôm ít la sáu anh. Hôm hôm nấu cơm nhờ. Anh cái thằng lão này. Anh ấy không ăn thì không ăn nổi. Thơm quá nhỉ. Hấp dẫn quá. Rồi, giờ đã xong, đã hoàn thành món dế của anh em mình rồi. Giờ chỉ việc chén thôi. Chúng mời tất cả anh em ra. Ăn dế là bé quá. Anh mời tất cả anh em ra. Con nào bé bé rồi? Ừ. Ăn đây con bé bé. Ăn con bé bé. Ừ. Ngon. Xin mời anh em nha. Mình sẽ quấn chiếu con dế này. Mình sẽ... sẽ đưa con nhỏ nhất này vào mồm mình. Còn cho hai thanh niên này ăn con to. Nhất nhỏ nhất. Điều điều này. Đấy mới con nhỏ nhất này. Đúng rồi. Đúng đúng đúng. Chưa. Lại chọn con bé tiếp. Mình không thiên con to. Con này bé nhỉ. Ừ, con bé. Tiếp. Ừ. Con nào bé nhất của ông ấy chắc phải to nhất của con. À, cái mấy chân chân phách này nó ngọn. Chân phách mới là giòn. Béo quá. Bộ béo là chua chua rốt rồi gọi là xấu là ăn tuyệt vời. Dưa chua nào. Thơm. Ồ. Nóng đây. Nóng mồm. Mình cái dâu. Ngon á. Thôi cho ông mới kháng ăn mình còn ăn đầu này. Đầu nó giòn. Mới thì ăn như mới ăn cái này bằng cả. Đã bảo toàn con bé được ăn con bé là như bằng cả. Đây anh em xin nè. Anh em nhìn thấy con dế rồi anh em mình bắt nè. Đấy. Cái đuôi của con dế này nó bằng cái con dế trọi. Khéo còn gấp rồi. Bắt con dế toàn toàn bằng ngón tay cái một từ rồi. Đấy cái đồ hoàng giá nó sướng rồi đấy chút khang ạ. Và quá ngon. Như anh thấy cảm nhận cái đồ hoàng giá này hầu như ăn cái gì ngon chưa? À, chả cái gì cái không ngon này. Có biết chế biến này không? Nhưng là đồ hoang dã mình phải chế biến nó đơn giản thôi. Mình không có quy, mình không ngạo dụng gia vị của nó thì mới là đồ đơn giản. Ăn kiểu quý trọng. Quý tọc à? Đó. Rồi mình lại phải lấy con bé tiếp các bạn. Thật. Anh đàn quả. Cho nó thật bé. Cái chó đi, con này bé đi. Ai mình dám bảo mình lấy con to. Không, con này là con bé nhất của mồm mà. Nó con bé nhưng quan trọng nó cái tay nó nấy chứ còn hóa ra cái tay nó biết cách nấy. Tay không nghe lời đúng không? Em ăn hai con bé thôi gớm. phạm vi trong vòng phạm vi một thôi. Mày ví dụ như thế này này ra để ăn cái đầu nó dưới ạ.
Dạ mình lấy một con vào thế này. Lấy mới cũng thế mà. Cái đầu ai giờ ông có tính là một con à? Bảo sách mấy thôi nước thì người. Tí là ngồi. Ông sách có số là. Mà ông sách có số mà. Ừ. Nhưng mà quan trọng là người kỹ thuật bắt. Con mắt được nhiều hơn ông. Ừ. Tìm lần hàng tí mà. Ông nhìn hàng không biết con nào to con nào nhỏ nhỉ. Em nhìn hàng con biết dưới được cái cái. Nhưng mà cái gì thế tôi gần hai anh tôi thiệt lắm. Hai anh hay thống nhất với nhau lắm, tôi hay thiệt. Cái gì thế? Phải nói là già rồi tần trật. Mà có cái lá sống này ăn tí rồi. Thế à, con không ăn dưới rồi ăn đầu ra. Rồi ăn con một thôi, gấp mày cứ ăn. Đấy, ăn đầu đấy mà lại mỗi cái đầu. Rơi không... hết lên đây, đây. Đấy mà kháng có dư nào. Ăn đây mỗi cái đầu đấy đúng không ạ? Khiếp. Em ăn ba con. Mỗi cái đầu đấy mà lại đuổi. Mở ra. Đúng rồi. Nên mình ra quán nó ngồi uống bia đi. Nghĩ hết bạn ăn bia. Này này không có tí bia được chứ. Thế quán người ta nhìn thấy con dế này ta thích là đây cho chú con to tớ có chả con chơi mấy bia mấy rượu ngại như hai anh hôm đắp cho tôi cả cái cho con to nữa nè hôm đắp tôi cả cái cả cái miếng da trâu nhìn không đắp mà mày say rượu chả đắp sợ mày dính cảm chả đắp da da trâu béo nóng bùi từ đầu đến cuối ăn bùi ăn cho mình chèn sách nó giòn. Vừa bùi vừa giòn. Còn những tí lá xấu thì chua đấy. Bắt được rồi. Cho thêm tiết thấm thấm một lá dừa nữa. Còn phong cách của quý tộc. Cứ ăn nữa không biết chán rồi ạ. Ăn được cả ngày được. Ăn đấy. Ngài. Xin chào anh em nhé. Anh em thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh cho anh em mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video món ăn hoang dã lần sau nha. Xin chào.